Hello, chào cả em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm không ly, phải nói là cực kỳ là hiếm tại Việt Nam. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch và Toa. Ở dòng này sẽ có tên model là XBL15. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà cổ được sản xuất từ khoảng ngoài năm 1965 nha anh em. Dòng này là dòng mà có thiết kế nó rất là đẹp và bắt mắt. Thì anh em thấy là nó sẽ có mặt kim loại màu bạc sáng bóng rất là bắt mắt, kết hợp cùng với hai cái má gỗ ở hai bên thì vừa cổ mà vừa hiện đại, mà trưng bày thì nó là cực kỳ sang trọng. Và dòng này dòng âm ly đài receiver nha anh em. Đây, cái chơi như nó thì nó sẽ có một cái đài phát sáng đèn màu vàng rất là đẹp nha, mà đặc biệt thì nó sẽ có thiết kế hai bên, nó sẽ có hai cái đèn trên hai cái má gỗ nha anh em. Giờ má gỗ xin cái máy nữa, nhưng mà đây cái đèn vàng, cái đèn đỏ nha anh em. Đây mặt phay màu bạc của dòng sản phẩm này, gia công của nó là rất là đẹp. Nhưng mà đây là bóng loáng nha anh em, anh em có thấy là nó sẽ phản chiếu hình ảnh của mình ở bên trên. Đây, mời anh em cùng xem qua tất cả các nút chức năng trong sản phẩm này. Đây, con này nó sẽ chơi hệ thống là loa 1, hệ thống loa 2 và con này đánh cùng một lúc hai cặp loa rồi luôn nha anh em. Còn đây là nút bơi điều chỉnh về volume, ba lăng, bass và treble, tép và để anh em bế tín hiệu nghe nhạc. Còn FM với AM và để anh em chơi đài radio. Đây là hai cái nút để đài đài anh em. Đây, FM và AM. Để mời anh em cùng xem qua bờ thông số kỹ thuật ở mặt sau này. Đây, hai cái mang gỗ trong sản phẩm mình anh em. Rất là chất luôn nha mà. Đây, mời anh em cùng đến với tem trong sản phẩm này. Đây, to điện là 220V, công suất là 85W. Tên model là XBL15. Con này hàng chính hãng là Made in Đan Mạch cho anh em. Con này là một dòng sản phẩm mà có cấu hình rất là tốt của anh em. Đây, này nó sẽ trang bị cho hệ thống là 1, 2, 3, 4 và 5. Tổng cộng là 5 cái sợi sắt cho anh em. Sợi sắt là dòng mà có độ âm thanh và nó là rất là tốt cho anh em. Rất là nhiều dòng sản phẩm mà ngày xưa chơi sọ sắt đánh tiếng rồi là phải nói là rất là căng, rất là lực, nghe rất là bùng nổ nha anh em. Anh em chơi tốt với những dòng loa của Liên Xô và loa của Đan Mạch, ví dụ như là những dòng của Belfort, Tannoy, có giờ đánh tiếng ra rất là hay. Anh em chơi loa Mỹ rồi Cibel và loa AR nó rất là tốt anh em ạ. Nói chung dòng này là một dòng mà không có kén loa nha anh em. Đây, sản phẩm thì sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 4 cặp loa nha anh em. Còn đây là cổng mà anh em bế tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Còn đây là cổng mà anh em cắm dây anten vào. Anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em hai cái jack chuyển ra loa và một cái jack chuyển được cái đầu âm chấu này đã bung sen, để cho anh em có thể mà dễ dàng kết nối với tín hiệu ngoại vi. Và đặc biệt thì giá như thế là cho anh em phải nói là siêu rẻ nên mà chỉ với 3.500.000 đồng. Vậy nếu anh em muốn mua thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi, và bây giờ Nhật sẽ vào ngay bài test âm và anh em. Ngoài con tim yêu em ơi, xin trả lại đây, bỏ lại
cho chúng mình. Ta lại gặp nhau, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Rồi anh em thấy sao về chất âm của toa SBL-15 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye! Anh em có thể vào trang facebook.com/Nhật Audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.